phố buồn mù sương, kìm quốc đường quanh có thông già sơ sát lá gió lạnh miền xa về quyển tóc em sâu. Tay trong tay nhìn lá rụng lưng đồi, gió chiều thổi tung làng tông rối, có nghe lạnh nhiều không hỡi người yêu. Từng giọt nắng giờ tan trên cành lá, nghe xôn xao ngàn qua lá rơi rơi. Nhìn chiều lên trong mắt của em tôi, nắng hôn nhẹ làn môi, qua nắng cài lên gần nhau. Tiếng chuông buồn như vọng lại từ xa, em ngước mặt và lung linh màu hoa nắng. Tựa đầu vào nhau em khẽ nói, sợ tình mình rồi như sương khói dần tan. Rồi từ đó hai đứa mình xa cách, duyên tình xưa rồi năm tháng nhạt nhòa. Chốn phong ba em về vui duyên mới, anh âm thầm góp kỷ niệm tìm vui. Không có anh em có đi trên con đường cũ, tìm lại màu hoa nắng ngày xưa. Đường ngày xưa thông già reo trong gió, giờ không em xoay đá cũng u buồn. Tóc cài quá cười thời quá nắng, em bước theo chồng giữa khói sương. Em chìm trong khói pháo dù quy, u buồn chìm dưới sương chiều lạnh băng. Đây đâu rồi? Bữa nay công đường sao mà nó vắng lặng quá trời quá đất. Thầy, thầy làm sao thầy làm? Thầy lên đầu trên đó thầy chọt cái, xuống đầu dưới thầy chọt cái, cho dân tình nó xào xáo, nó thưa kiện lẫn nhau, quan mới có cái quan sự, đúng không? Thầy đề chịu rồi, chịu rồi. Vì lúa hả, lúa hả? Quan cảm ơn ngang lễ cổ. Trời đất ơi, sao thầy nói sao? Có cái vụ cho bu liêm lên chút xíu nữa coi. À, lớn lớn chút nữa coi. Có cái vụ ở Cồn Hến mà nó nhỏ quá, không có bẩm báo lên quan hả? Không sao. Chuyện gì, chuyện gì dù có nhỏ, nó vô tai quan, quan xé cho nó to lên, mới có cái quan sử phải không?
Trời đất ơi, được rồi, cho đòi trùm sò. Trùm sò phải không? Không có trùm sò gì đâu mà giống, giống Nguyễn Quang vậy trời. Trùm sò hả? Trùm sò đã cái tướng hai bự à. Dạ Quang, Quang ngồi đi. Quang xuống dưới, Quang ngồi cái em xuống, em bẩm báo với Quang nghe. Trời đất ơi, chiến hữu tôi, chiến hữu tôi. Sao? Em là Thị Hến phải không? Trời đất ơi, Thị Hến gì đâu mà dễ thương quá trời quá đất vậy ta. Này Thị Hến, rao rao lại cái tôi coi. Này Thị Hến, em có nhận lời khai trong đơn này có đúng vậy hay không? Lý trưởng xã Đại Giang chứng nhận rằng tên trùm sò bị mất trộm, mà tên trộm là một thằng đuôi. Nó đã trốn mất khi hôm, lại còn không quả đốt miếng cành, mà làng xã chưa bắt được kẻ gian manh. Dạ dạ bẩm quan, bây giờ em mới biết được chuyện mất trộm ở nhà ông trùm. Em chỉ biết là họ hùng hổ kéo đến nhà em. Dạ chú quan, em chứa đồ ăn trộm, họ đòi giải em lên quan lập tức. Nếu em đây chẳng chịu chung tiền, vậy là lý trưởng Hà này nó muốn kiếm chuyện. Dám du quan cho người đẹp y hiền, chắc là nó muốn vô tù bị cắt chức mà còn bị đóng trăng. Ngồi đây được không, được không? Trời đất ơi, cảm ơn hết. Khỏi thói nghe, tôi ra quan huyện tôi bẩm báo với quan huyện các ơi. Quan huyện ngồi đâu rồi? Quan huyện ơi, quan huyện, rót. Dạ bẩm quan, trùm sò đó quan. Quan kêu em quánh nó 30 hèo mà em quánh nó mới có 2 hèo quan. Không biết nó trúng chỗ nào mà nó nín thở quan. Trời đất ơi, vậy là trùm sò nó nín thở rồi hả? Nó tắt thở rồi phải không? Được rồi, lễ cầu quất cho nó 20 hèo nữa. Trời ơi. Trời ơi Quang ơi, em tỉnh rồi Quang ơi. Vậy mà tao tưởng mày chết rồi chứ. Quang ơi, đáng lý là sò, đáng lý là sò đã chết thiệt rồi. Nhưng mà kịp suy nghĩ lại, Nếu lỡ sò có chết đi thì vườn ruộng không ai lo, nhà cửa không ai chăm sóc, Tiền góp không ai thâu. Cho nên nghe tiếng quát nạt của quan hồng sò mới vội vàng quay trở lại. Quan ơi, vỏ sò tuy cứng nhưng nó cũng sẽ mềm nhũn như trái dừa gan chín rốt. Quậy quá, nứt da đồ học. Trời ơi, nó nát bét hết rồi, ăn uống gì nữa quan ơi. Vậy mà chẳng chút xót thương, nở bầm dập như tương đấy, bị người ta hốt rồi dục bỏ bên đường hè.
chè. Lời tục nói quả không sai, khi thương trái ấu nó cũng tròn, mà khi ghét cái trái bồ hòn nó cũng méo. Phải chi mà sò có cặp mày lá liễu bé ngót như dao, đôi mắt trữ tình miệng cười xinh xinh dành môi mỏng thắm. Thầy mong của sò nó đâu có nổi lằn xanh lằn đỏ, mà không một ai uống nữa hả? Mày đi hầu quan mà mày ẵm con theo chi vậy mày? Dạ không có quan, em khóc đó quan. Trời ơi, mày khóc mà tao tưởng con nó thèm sữa không à. Quan ngồi đây nha, tao thấy nhiều đó, mày mất đồ nhiêu đó tao thấy không bằng rụng một sợi lông chân của mày nữa. Trời đất ơi, sao quan biết, sao quan biết không bằng rụng một sợi lông chân? Bộ quan tưởng có tiền là sướng lắm sao? Người ta muốn có tiền á, người ta phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, dắt chài ra nước còn cho đại đấu, chứ nào có dám bóc rồi hốt của ai đâu. Nhờ mấy chú tá điền không có thiếu lúa ruộng, nhờ mấy chú gia đình không có này cực khổ dậy sớm thức khuya ăn uống qua loa. Quan ơi, mấy người gia đình ăn uống qua loa mà tiền công thì thiệt nhẹ. Nhờ bác 12 tôi vô vai nhân đức không bị ai giật, từ đó tôi mới tích tiểu thành đa tạo nhà tạo đất. Vì tiền ngủ không yên giấc, hãy đêm đêm nghe chó nó hực, wow 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 là tôi muốn tấn loạn tâm thần. Ờ phải sủa sủa đó em. Được không, được không? Lâu lắm mới hát bài này đó.